Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách mở và kết của bài văn Tả cây cối. Trước hết, như những bài khác, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm của mở bài và kết bài cho kiểu bài Tả cây cối nhé. Cũng như các cách mà cô và Toliha đã hướng dẫn các con, chúng ta có hai cách để mở bài. Đó là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Với mở bài trực tiếp, con có thể giới thiệu ngay vào cây mà con định tả. Với mở bài gián tiếp, con có thể nói đến chuyện khác mà có liên quan rồi mới dẫn vào cái cây mà con sẽ tả. Cô lấy ví dụ nhé. Ví dụ về tả cây hoa hồng nhung. Cô có mở bài sau. Vườn nhà em có một cây hồng nhung, không biết trồng từ năm nào. Đây đã là một phần mở bài. Trong phần mở bài này, con giới thiệu trực tiếp về cây mà con định tả. Đó là cây hồng nhung. Vì thế, đây là mở bài trực tiếp. Vẫn với đề bài tả cây hoa hồng nhung, cô có thể có mở bài như sau. Mùa xuân đến, hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc. Hoa nào cũng đẹp, nhưng đẹp hơn cả là cây hoa hồng nhung. Cây hoa này, ông em trồng từ lúc nào em cũng không nhớ rõ, nhưng nó là cây hoa mà em yêu quý nhất. Như vậy, ở bài này, đầu tiên sẽ nói đến thời điểm, đó là mùa xuân. Nói đến các loài hoa trong vườn đang cùng nhau khoe sắc. Từ đó mới dẫn đến hình ảnh của loài cây mà con tả, đó là cây hồng nhung.